Này là đá gì sư phụ à? Thấy không? Quá chừng đá luôn. Để coi thử còn cục nào đẹp đẹp không. Nó lụm ba cục để nó về. Đó. Này cục gì đó, thấy không? Đây cục gì đó. Thôi để đây đi, mốt cái phụ cũng vô cũng kiếm cũng làm gì cũng làm. Nè. Dạ nó u u nãy rủ không đi, không đi qua bên kia mất em. Đây, đá tảng tảng nè. Gì đây, dàn khịt đây nó không biết nữa. Mà con rành gì đó. Giờ tôi thu tới mò với cái khe này sao mà thấy đường mất ong này. Để đi gần khúc ở đây coi. Có cục đá nào đẹp quay cho sư phụ cũng coi cái.